cuốn sách Ngụm Đắng Xuôi Ngàn là tác phẩm vô cùng sống động và sâu sắc về đời sống của những người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Tác giả đã đưa người đọc vào những câu chuyện về tình yêu, gia đình, nỗi cô đơn và khám phá bản thể của người Dao, người Mông, người Tày, dấu ấn văn hóa, tập tục, cảnh sắc và nếp sống sinh hoạt của họ đậm nét khiến người đọc phải tự vấn ta là ai, họ là ai. Ngụm Đắng Xuôi Ngàn là tập truyện ngắn với những phát hiện mới trên hành trình sáng tạo của tác giả Hoài Sa do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2023, có độ dày 198 trang trên cổ giấy 19cm. Với 10 truyện ngắn trong tác phẩm thể hiện sự khác biệt nhưng không lẫn vào nhau, tác giả trung thành với việc đưa tâm tính con người miền núi vào những chủ đề dường như xuất hiện trong bất kỳ xã hội nào như tình yêu, tình cảm gia đình hay những mâu thuẫn đa thế hệ v.v. Mỗi truyện thường lấy gia đình làm hạt nhân và gói các mối quan hệ quanh tư duy, lối sống của người Dao hay người Hơ Mông. Tác giả không chỉ kể chuyện mà còn tái hiện một phần văn hóa miền núi qua từng chi tiết nhỏ. Phong tục, văn hóa của dân tộc miền núi được lồng ghép khá khéo léo trong mạch truyện về văn hóa và tâm linh đặc thù dân tộc làm nền hoặc cái cớ để thể hiện tâm lý nhân vật. Cũng có khi đó là toàn bộ nguyên do để câu chuyện phát triển. Đó là lễ hội lồng tồng trong chim khảm khóc gọi nhau, tục đi qua nhà tranh trong lễ cưới người Dao của truyền trong tựa gương soi. Với truyền con thắt sợi chỉ đỏ, việc cậu bé phải nhận cha nuôi sẽ quyết định tương lai mạnh khỏe của cậu theo truyền thống, nhưng cũng quyết định tương lai của người cha cô đơn khi có thêm một người lo cho chuyện tình cảm của mình. Dù nhiều truyền ngắn có kết thúc viên mãn, song dường như Hoài Sa ưa thích những cái kết lưng chừng, như bị chặn đứng để người đọc tự đưa ra viễn cảnh cho nhân vật. Tác phẩm Ngụm Đắng Xuôi Ngàn gây chú ý trong thời gian gần đây, khi mà các bài viết văn học về miền núi và dân tộc thiểu số ít được khai thác. Mỗi câu chuyện đều là một thước phim thực tế đắng cay, mô tả cuộc sống đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương và hy sinh của con người ẩn mình trên những dãy núi cao. Kết cấu các truyền chặt chẽ và ít yếu tố thừa khiến người đọc cuốn theo những số phận nhân vật. Ngôn ngữ giản dị tránh phô bày hình ảnh miền núi quá mức, nhưng không đi theo lối dòng điệu quá chân chất mà người ta hay nhầm lẫn dành cho người miền núi. Văn phong tập truyền khá hiện đại, ngôn ngữ thể hiện đồ tinh tế khi đặt mình vào vị thế của người dân tộc vùng cao. Với những phát hiện mới và khám phá về tâm hồn con người, Ngụm Đắng Xuôi Ngàn là tác phẩm văn học đầy cảm xúc của tác giả Hoài Sa, là một cuốn sách đáng đọc để hiểu thêm về cuộc sống đầy ý nghĩa của người dân tộc thiểu số tại vùng núi phía Bắc. Từng trang sách đều đánh dấu bằng những cảnh hoang sơ đẹp mắt cùng những câu chuyện đầy xúc động. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm này.